Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái vị trí của cái dự án nhà của bên em. Giá thì chỉ 1,4 tỷ đồng thôi mọi người nhá. Diện tích là 30m² và được thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Hiện tại em Ánh đang đứng trước cái vị trí của căn nhà đây. Với cái ngõ trước nhà là diện tích là ngõ trước nhà là 2m3, cách đường ô tô đi lại chỉ 30m thôi mọi người ạ. Và đây chính là phần cửa chính trước cửa của ngôi nhà đây. Đây, mọi người có thể quan sát là nhà là 4 tầng. Phía bên ngoài cửa chính của ngôi nhà, mặt tiền của ngôi nhà đây, được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, lớp bên trong là lớp cửa kính nhôm Việt Pháp. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m7 mọi người nhé. Mời mọi người tiến vào phía phòng khách cùng em. Phía phòng khách của ngôi nhà được thiết kế ở đây một cái cửa sổ hướng ra phía ngõ mọi người ạ, để lấy ánh sáng rất là thoáng. Và cái cửa này là được thiết kế cũng hai lớp, lớp bên ngoài là lớp cửa kính và bên trong là lớp sắt sơn tĩnh điện. Cửa kính này hệ Việt Pháp mọi người nhé. Đây, với cái diện tích của phòng khách rất là rộng, diện tích là 30m² và giá chào bán là 1,4 tỷ. Hướng nhà là hướng Tây Bắc mọi người nhé. Đây chính là phía căn phòng bếp của ngôi nhà đây. Đây, mọi người có thể quan sát chút em. Với cái diện tích 30m, xây dựng là 4 tầng thì không thể nào mà chia tách được phòng bếp và phòng khách cùng với nhau. Tuy nhiên thì bên công ty cũng cố gắng xây tương đối nhất để có thể hỗ trợ các công năng tối ưu nhất để cho khách hàng sử dụng. Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một phòng vệ sinh. Một phòng vệ sinh này thì là một phòng vệ sinh phụ, đầy đủ bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm chờ để bơm nước tổng lên toàn bộ ngôi nhà mọi người nhé. Tiếp theo em xin mời mọi người lên phía tầng 2. Phía tầng 2 của căn nhà, tầng 2 của căn nhà thì được thiết kế bao gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Một phòng ngủ rất là rộng và phòng vệ sinh cũng rất là rộng mọi người ạ. 30m thì thiết kế mỗi tầng một phòng rộng rãi, phù hợp với lại hộ gia đình trẻ tuổi cũng như là tầm tài chính vừa phải. Tất cả những cái dự án bên em thì đều hỗ trợ vay vốn ngân hàng và đều có sổ đỏ đầy đủ hết mọi người nhé. Đây chính là phía phòng khách, phía phòng ngủ của ngôi nhà đây. Rất là rộng đúng không ạ? Cửa thông phòng của toàn bộ cái phòng ngủ của cái căn nhà này đều được làm bằng nhôm hệ Việt Pháp. Phía phòng ngủ của tầng 2 này là có một cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây là mọi người nhìn, rất là thoáng. Mọi người bảo hướng Tây Bắc thì rất là nóng, tuy nhiên là cái vị trí của căn nhà này thì không hề nóng đâu ạ. Bởi vì sao? Phía trước của ngôi nhà này là có nhà cao tầng chắn mất rồi, cho nên là sẽ không bị nắng nóng đâu mọi người nhé. Phía phòng ngủ này ngoài đây là có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 2, đầy đủ bồn cầu, lavabo, sen tắm, vòi xịt, đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng từ tầng 2 cho đến lên tầng 4 mọi người nhé. Tiếp theo xin mời mọi người lên tới tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái căn nhà này thì được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng là được thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó, mọi người có thể quan sát giùm em luôn. Phòng vệ sinh cũng rất là rộng. Phòng ngủ cũng tương tự, được thiết kế tương tự như tầng 2 vậy. Với cái tầm tài chính 1,4 tỷ này thì bên công ty có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị nhà cơ. Cho nên là mọi người nếu như mà cái tầm tài chính của mình không đủ, có thể hỗ trợ thêm vay vốn ngân hàng để mình có thể sở hữu được một cái căn nhà ưng ý nhất mọi người nhé. Bởi vì tài chính của nó rất là hợp lý, đầy đủ công năng,
Đây, nhà vệ sinh đây ạ. Rất là thoáng. Về phần điện nước thì cũng được bên em lắp đặt đầy đủ hết rồi. Hồ sơ công tơ điện nước đầy đủ, nước sạch của quận Hà Đông mọi người ạ. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Tầng 4 của căn nhà được thiết kế khác biệt hơn một chút so với tầng 2 và tầng 3. Tầng 4 của căn nhà được thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà mọi người ạ. Đây chính là phía sân phơi. Và đây là phần để máy giặt mọi người nhé. Đây ạ. Đó. Đây là ống thoát nước của máy giặt. Cũng rất là đầy đủ. Đây chính là phía phòng thờ của căn nhà. Nếu như mà nhà ai mà có thể để phòng hoặc là bàn thờ ở phía dưới tầng 1 thì đây có thể trở thành một phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Có nghĩa là cái diện tích của căn nhà này là được thiết kế 4 tầng thì có thể chia ra công năng sử dụng từ 2 đến 3 phòng ngủ và tổng là 3 phòng vệ sinh mọi người ạ. Mọi người nhìn ra phía đằng trước giúp em, rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là nhiều cây xanh, rất là thông thoáng với cái vị trí của căn nhà này. Vị trí của căn nhà này thì được nằm ở tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán là 1,4 tỷ, hướng nhà là hướng Tây Bắc, rất là gần với lại những trường học mầm non, tiểu học. Vị trí của căn nhà cách khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 1,5 km, cách trường mầm non, trường tiểu học Yên Nghĩa chỉ 1 km thôi mọi người ạ. Cách trường trung học Yên Nghĩa, tức là trường cấp 2, cấp 3 chỉ rơi vào phạm vi bán kính 1,5 km thôi. Cách trường đại học Phenica 2,5 km, cách bến xe Yên Nghĩa 2 km. Và đặc biệt là căn nhà này rất rẻ mọi người nhé. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em. Em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người nếu xem video của em, nếu thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh và nhớ ấn chuông để có thể xem được những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.